1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tạo một sticker Sirika Suka siêu dễ thương. Nhưng mà có câu chuyện đàng hoàng nha. Đó là câu chuyện trước khi xinh đẹp như thế này thì Sirika từng có khuôn mặt như thế này nè. Và tất cả những cái tóc nè, chúng ta có thể tháo ra. Wow. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ giải cứu Suka nha. Đó, bạn ấy sẽ trở nên xinh đẹp là nhờ chúng ta đó. Bởi vì hôm nay bạn ấy đi mua, đi học chứ, đi ngang tiệm bánh và bị dính bột mè đen và trở nên rất là xấu xí và cần chúng ta sẽ giải cứu đó. Và muốn biết làm sticker này như thế nào thì hãy cùng làm với chị. Còn khuôn mặt này á thì ở phía cuối video ha, các bạn sẽ biết Suka có khuôn mặt và ráp cái tóc này vô thì nó sẽ xấu tới cỡ nào nha. Còn giờ thì chúng ta sẽ lấy giấy, lấy bút màu, lấy kéo, lấy băng keo ra để làm bộ sticker này cùng chơi với chị nè, rất vui đó. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái bút lông dầu để vẽ khuôn mặt của Suka. Một chữ U thật to, tròn tròn. Thêm một chữ U nữa ụp ngược lên trên. Tiếp đến là hai chữ U ở hai bên, là thành cái đầu với hai cái lỗ tai đó các bạn. Rồi tiếp theo thì sẽ là giống như là chữ S đó, thấy không? Rất là dễ nha. Rồi chúng ta sẽ vẽ phần cổ áo nè, các bạn chú ý nha. Đó. Rồi phần tay áo của Suka thì cũng khá là đơn giản. Hơn nữa ngày hôm nay chúng ta chủ yếu là vẽ mắt, mũi, miệng, tóc, trang điểm cho Suka, cho nên là cũng không cần phải thiết kế quần áo quá nhiều. Rồi bây giờ đến là cái phần tóc nè. Phần tóc mà khi Suka đi học, đi ngang tiệm bánh bị bột mè đen nó dính chúng á, thì làm cho cái tóc của Suka nó bệt và màu của nó lem nhem lúc nhúc nhìn rất là ghê luôn. Đó, việc vẽ xấu thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần vẽ sạc như thế này thôi nè. Đó, nhọn là đã ra được cái phần tóc rồi, nó ơi nhìn nó như cái sơ dừa. Đó nha. Rồi cái phần đó là phần tóc xấu, một hồi nữa mình phải thay phần tóc đẹp, cho nên là đây chúng ta đang vẽ phần tóc mái của Suka nè. Đó, phần tóc mái các bạn thấy không, nó sẽ được chải rất là gọn gàng, cúp mà cong cong như thế này. Ở phía hai bên thì chúng ta sẽ cho nó dài thêm một chút xíu, sau đó thì chúng ta sẽ tô màu nha, tô màu đen hết luôn như thế này nè. Rồi đẹp rồi ha. Phần ở đây thì chúng ta cũng sẽ vẽ cho nó có chỗ đen, chỗ xám xám, kiểu giống như là mè đen vậy đó các bạn. Đó, các bạn nghĩ về một thao bột mè đen mà nó trùm lên đầu của Suka thì trời ơi, nó bớt và nó xấu là đúng rồi đúng không? Tội nghiệp Suka thiệt, trời ơi, đi học mà gặp xui xẻo hết sức luôn, hên mà có người giải cứu nha. Đó, và đây chúng ta đang vẽ phần tóc của Suka sau khi được giải cứu, được cột lên gọn gàng, tô đen hết luôn nha. Như thế này nè, đó, gội đầu được sạch sẽ thì tóc Suka rất là đen và mượt. Rồi, chúng ta sẽ vẽ thêm đó là phần mắt. Rất là đơn giản nha. Cặp mắt của Suka là to tròn. Đó, các bạn vẽ cái vòng nào lòng đen á, cho nó tròn tròn nhiều nhiều lên một chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn ha. Và hai con mắt y vậy luôn các bạn. Đều là đen đen như vậy hết. Hai cũng khá là dễ vẽ hơn so với lại mắt của những cái chibi hay là anime đồ đó. Rồi, bên đây thì chị đang vẽ là cặp mắt Suka kiểu như là muốn khóc luôn, buồn ơi là buồn á, mà còn dính mè đen lem nhem nữa nè. Đó, nhìn nó rất là ghê luôn. Ai cũng vậy hết á nha. Khi mà mình sạch sẽ, thơm tho, đàng hoàng á, tươi tắn thì nhìn nó sẽ đẹp. Còn nếu không thì sẽ rất là ghê. Và đây, ở cái miệng bên đó méo 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 ha, dính mè đen. Còn miệng bên đây thì cười nè, sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ. Còn bây giờ mình sẽ tô cái áo của Suka màu hồng. Rồi cho cái mũi kiểu như đỏ hồng lên một chút xíu. Phần mắt nha. Và ở đây thì mình sử dụng là màu hồng nhạt các bạn, hồng da đó, như thế này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ thêm phần má hồng bằng hai cái cục màu hồng nhạt luôn, như thế này nè. Các bạn canh cho hai cục nó bằng nhau là được rồi nha. Không phải cái bánh đâu mà là má hồng đó. Còn bên đây thì cũng là má mà là má mè đen. Cái má hồng đã bị dính mè đen, bột mè đen á, cho nên là nó sẽ trở thành màu xám như vậy luôn các bạn. Một hồi nó dán lên thì các bạn sẽ đoán xem, nhìn nó sẽ rất ghê. Còn bây giờ chị đang dùng bút chì để tô toàn bộ màu da cho cái phần này ha. Và nhớ tô luôn cái phần mũi để một hồi mình cắt mình ráp vô á, thì nhìn nó sẽ không có bị nổi bật lên nha. Nó cùng màu da với lại cái phần người á thì nó sẽ đẹp. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ cái đồ cột tóc cho Suka nha. Tại vì sau khi mà mè đen nó làm bớt tóc á, thì Suka phải tháo tóc ra, nhìn nó lù xù. Và sau đó phải lấy đồ cột tóc nè, là hai cái nơ hồng nè để cột tóc lại. Đó, nhỏ nhỏ thôi các bạn, đừng có vẽ to quá nha. Rồi muốn giải cứu Suka không gì khác hết là chúng ta phải có sữa rửa mặt và dầu gội đầu đúng không nè. Ở đây chị chỉ vẽ hai chai rất là đơn giản như thế này nha, một chai nắp tròn và một chai nắp vuông. Sau đó chúng ta sẽ vẽ những cái bọt xà phòng, bọt nước để mình rửa, mình gội đầu rồi mình rửa mặt cho nó sạch sẽ nha. Nếu như bạn nào mà cẩn thận đi học trong lượt trong giỏ sách sẽ có lượt là một ít nước rửa mặt
để rủi có chuyện gì hoặc dính bẩn rồi đó thì chúng ta sẽ chải đầu lại rồi hả, rửa mặt đồ thật sạch thì không có khi nào mà chúng ta bị rơi vào tình trạng lem luốc nha. Giống như Sika hôm nay nè, đó, rủi mà bị trúng bột hay bị văng nước trúng người rồi đó, lem luốc xấu xí thì hả có chai nước rửa mặt rồi hả có cái lượt chải đầu á thì nó sẽ ngay lập tức giải cứu chúng ta liền, chứ không thôi hả nhìn nó rất là lượm thộm lôi thôi. Một hồi nữa các bạn xem đi, chị hả dán vô rồi nhìn Sika cái khúc mà bị dính mè đen mà bị dính này nọ rồi đó, trời ơi rất là ghê luôn á nha. Rồi bây giờ thì tô một bên màu xanh một bên màu hồng, một chai nước xanh một chai nước hồng là xong rồi đó. Yeah, như vậy là chỉ với hai màu đỏ và hồng chúng ta đã tạo được bộ sticker Sika. Tuy nhiên là phải có thêm một ít màu này nữa thì đó mới ra được nha. Quá dễ đúng không? Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ dán bằng keo. Đây các bạn sẽ dán liên tiếp hai dán cho nó hết luôn. Xong rồi nè. Và bây giờ chúng ta chỉ việc là tháo lên và cắt ra từng phần nhỏ nha. Yeah, đã cắt xong rồi nè các bạn ơi. Nhớ là cái phần tóc này nè là mình sẽ cắt nó rời ra như thế này luôn nha. Để có phần tóc mái trước và mái sau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần có băng keo hai mặt. Và nhớ là có cái miếng bìa cứng này nữa nè. Đó, cái bìa ni lông trong này nè để chúng ta tạo thành cái tấm sticker. Và sau khi cắt rồi dán băng keo lên thì chúng ta đã có được một tấm sticker siêu xịn sò như thế này. Bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ chơi thử nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dán cái khuôn mặt của Sika lúc mà cái kiểu như mà lúc mà bạn đó đang chưa có được đẹp á các bạn. Thì chúng ta sẽ, nè thấy không, băm ra như thế này. Rồi, mình sẽ đặt cái tóc mái lên. Ok. Như thế này. Chú ý nha, các bạn đặt mà thấy cái đỉnh đầu như thế này thì chưa được. Chúng ta sẽ chỉnh lại. Chỉnh làm sao cho cái đỉnh đầu nó phù hợp nhất. Ok, chị thấy như vậy là ok rồi nè. Sau đó thì sẽ dán mắt của Sika vô. Trời ơi đố các bạn biết vì sao mà Sika lại có mái tóc tè le như thế này. Khuôn mặt thì hả buồn, thật là buồn luôn đó. Bởi vì hôm đó bạn đi học, bạn thèm ăn bánh quá, bạn đi nghe một cửa hàng bán bánh mè đen và vô tình làm đổ cái thao bột đó các bạn. Thao bột mè đen á, và nó bay lên trên tóc, trên mặt của Sika, làm cho Sika bị bớt dính tóc, mặt mày lem luốc. Buồn quá đi bây giờ, mày phải làm sao đây các bạn ơi. Và rất may trong giỏ sách của Sika thì có một chai nước rửa mặt nè, và một chai gội tóc nè, và có cả thêm lượt nữa nha. Mình phải rửa mặt, gội đầu và chải tóc thật nhanh, để không các bạn nhìn thấy như thế này thì ai mà biết đây là Sika cơ chứ. Ở đây sữa rửa mặt. Rồi nó đã đầy hết rồi. Trên tóc thì mình sẽ dùng cái dầu gội đầu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau gội đầu rửa mặt, gội đầu rửa mặt, gội đầu rửa mặt cho thật sạch nè. Và kèm theo đó là mình sẽ lấy lược nha. Mình chải. Đầu tiên sẽ chà chà cái má này đi. Yeah, nó sạch một bên này nè. Tiếp tục lật bên đây. Ôi sạch rồi. Tiếp theo thì mình sẽ rửa phần mắt nha. Cay mắt quá, mình sẽ rửa cái mũi và cái miệng trước. Khó chịu quá, nhưng mà phải cố lên. Chà chà mắt. Wow, mắt đã to rồi, sáng rồi nè. Mắt bên đây. Wow, rồi còn cái mũi và cái miệng. Yeah, trời ơi, mặt mũi mình đã sáng sủa lại rồi. Bây giờ còn tóc. Chúng ta sẽ chà, gội đầu. Và nhớ lấy lược chải nha, cái bột này nó dính quá đi. Wow, đẹp rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ chải tóc ở phía sau và lấy hai cái đồ cột tóc này nè, chúng ta sẽ cột hai bên lại nha. Ten. Trời ơi, cái này là mình đã kịp giờ đi học rồi và nhìn vẫn sáng sủa đúng không các bạn? Yeah, và như vậy rất nhanh chóng chúng ta đã tạo được một bộ sticker rất là dễ thương. Đó là bộ sticker trang điểm Sika đi ngang tiệm bột mè đen và bị dính bột nha. Mình đã giải cứu Sika thành công rồi. Các bạn thấy video ngày hôm nay có hay không thì cho chị một like và đăng ký thành viên kênh để chúng ta cùng tiếp tục để sáng tạo nhiều bộ sticker và nhiều câu chuyện khác hay ý nghĩa hơn nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn vui khi xem video và luôn xinh tươi, tỏa sáng, học giỏi, đáng yêu nha. Yêu các bạn rất nhiều.